Thầy phong thủy chỉ vị trí đặt một cây kim tiền trong nhà, chỉ sau một đêm, thu hút tài lộc, tiền bạc tăng nhanh. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì mến chúc tất cả quý vị chúng ta có thật nhiều may mắn và thành công. Thưa quý vị, cây kim tiền hay còn gọi là cây phát tài, một loại cây mang rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt trong đời sống tâm linh và phong thủy nhà ở. Cây kim tiền ngày nay thì lại càng được ưa chuộng, trồng trang trí trong không gian sinh hoạt và phòng làm việc. Bởi lẽ hiện nay con người ta không chỉ chú ý đến tính thẩm mỹ của mỗi cây đặt trong nhà, mà còn chú trọng và quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa của cây phong thủy trang trí. Có thể nói rằng là màu xanh mướt mát của cây kim tiền không chỉ giúp cho căn nhà của bạn sinh động hơn, mà loại cây này còn có ý nghĩa mang lại sự giàu sang phú quý, đại cát đại lợi cho gia chủ. Để phát huy được hết các công dụng tuyệt vời của cây kim tiền, chúng ta cần phải hiểu về ý nghĩa của nó cũng như là biết được vị trí đặt cây sao cho hợp lý. Và những điều này sẽ được Phong thủy Gia Cát chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thầy phong thủy chỉ vị trí đặt một cây kim tiền trong nhà, chỉ sau một đêm hút lộc, tiền bạc tăng nhanh. 1. Ý nghĩa sâu sắc của cây kim tiền trong phong thủy đúng với tên gọi của mình. Ý nghĩa cây kim tiền gắn liền với cái tên mang đến giàu sang, vinh hoa và phú quý đến với gia chủ. Điều đặc biệt, loại cây này đó chính là cây kim tiền, ra hoa thì theo quan niệm của nhiều người, đó là dấu hiệu của may mắn thành công sắp đến. Hoa kim tiền mang một màu trắng tinh khôi, tượng trưng cho thịnh vượng và tài lộc, đang đơm hoa kết trái và cuộc sống ngày càng thêm sung túc đủ đầy. Người ta thường cột lên cành cây những sợi chỉ đỏ, treo lên lá vài dây đồng tiền vàng để tượng trưng cho sự phát tài phát lộc thường thấy vào ngày Tết đến. Chậu cây kim tiền vào những ngày này thường được trang trí và trưng bày đẹp mắt trong phòng khách hoặc là các khu vực văn phòng. Với ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền tượng trưng cho một năm mới đầy thành công và may mắn đến với gia chủ. Chính những ý nghĩa của cây kim tiền này đã làm nên những thông điệp cổ vũ cho tinh thần con người, hướng đến những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống, giúp cho tinh thần con người ta luôn được tiếp thêm năng lượng, phấn đấu và kiên định theo đuổi các dự định của riêng mình. Đó mới thực sự là giá trị mà loài cây trong nhà này mang đến cho cuộc sống. 2. Ý nghĩa cây kim tiền trong cuộc sống. Cây kim tiền có sức khỏe cứng cáp và dẻo dai, nên có thể vững vàng trong điều kiện cuộc sống khác nhau. Đây cũng chính là đặc điểm khiến cho ý nghĩa cây kim tiền trở nên đặc biệt trong cuộc sống. Đó là sự mạnh mẽ, kiên cường mà mỗi người chúng ta cần có để có thể đối mặt với những khó khăn thử thách gặp phải trên đường đời. Thế nên, khi bạn trưng bày một chậu kim tiền ở trong nhà hoặc là văn phòng, thì sức sống và năng lượng mà loài cây này sẽ khiến cho bạn có thêm niềm tin và sự nhiệt huyết thực hiện những dự định hoài bão của mình. Ngoài ra, việc tặng ai đó một chậu kim tiền còn mang đến thông điệp chúc họ luôn gặp thuận lợi và thành công trong những dự định mà gia đình luôn giữ được, cuộc sống hạnh phúc, no ấm, con cháu đủ đầy. Cũng chính bởi vẻ đẹp tươi xanh tượng trưng cho sự màu mỡ và khỏe mạnh mà cây kim tiền là loài cây nội thất tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Thế nên có thể hiểu vì sao loài cây này thường xuyên được xuất hiện ở những nơi, nhà ở, văn phòng làm việc, công ty, cơ quan. Và việc tặng cây kim tiền cho mọi người dường như là một món quà mang thông điệp chúc mừng trong những ngày khai trương, ngày lễ Tết cũng trở nên phổ biến và quen thuộc. Cùng với cây kim ngân, kim tiền là hai loài cây thường được nghĩ đến đầu tiên khi người ta chọn lựa những loài cây phong thủy mang đến sự giàu có, phú quý, tiền bạc, sung túc, thịnh vượng trong công danh và sự nghiệp. 3. Vậy nên đặt cây kim tiền ở đâu để mang lại may mắn tài lộc và vượng khí cho chủ nhân? Như các bạn đã biết, cây kim tiền là một trong những loài cây dễ chùm, lá dày và xanh tốt quanh năm. Cây có đặc tính ưa ánh sáng, tuy nhiên lại không chịu được ánh sáng ở cường độ mạnh. Bởi thế, nếu ai hỏi cây kim tiền nên đặt ở đâu thì thích hợp nhất, thì đó là để làm đặt cây cảnh trong nhà, ở khu vực có nhiều ánh sáng như là hành lang, ban công, vị trí gần cửa sổ, cửa ra vào phòng khách, cửa có kính. Vị trí đặt cây hợp về mặt phong thủy nhưng thường có điều kiện ánh sáng nhiệt độ không phù hợp sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây. Khi đặt cây ở đâu cần phải chú ý tới cả yếu tố trên. Đặt cây kim tiền ở sảnh, đại sảnh, đối với các tòa nhà hay là văn phòng, nhà mặt phố có không gian rộng và nhiều ánh sáng, giúp cho cây hấp thụ quang hợp đón tài lộc cho cả tòa nhà. Đặt chậu cây kim tiền cỡ đại trên bệ cao phía đông. Quẻ trấn thuộc mệnh mộc cung đông nam, quẻ tốn, mệnh mộc là vị trí đẹp hợp phong thủy. Đặt cây kim tiền ở bàn làm việc, dân văn phòng, dân kinh doanh liên quan đến tiền bạc sẽ được thăng quan tiến chức, rất ưa chuộng đặt cây này. Đặt cây kim tiền ở cửa sổ ban công nơi có nhiều ánh sáng.
Đặt cây tại cửa sổ ban công giúp cho điều hòa không khí và trang trí nội thất đẹp, hiện đại. Nói thế không có nghĩa là nếu không gian của bạn thiếu ánh sáng thì không thể đặt chậu cây kim tiền trong nhà. Xin chia sẻ là bạn hoàn toàn có thể đặt nó ở những nơi có nhiều bóng râm, nhưng cũng cần phải lưu ý để cây xanh tốt thì mỗi tuần hãy đưa chậu cây của mình ra phơi nắng từ 2 đến 3 lần, mỗi lần tầm 4 đến 5 giờ đồng hồ. Thời điểm đón nắng nên chọn ánh sáng sớm ban chiều hoặc là khi đã dịu tắt, tránh nắng gắt làm cây bị mất nhiệt và sốc nhiệt. Đặt cây kim tiền ở cung tài lộc để đón tài vận vào nhà. Trong phong thủy quan niệm, kim tiền là loài cây hợp với những người thuộc mệnh mộc. Bởi thế, chúng ta nên đặt cây kim tiền tại hướng đông nam hoặc là hướng nam của căn phòng. Đây là các hướng tốt nằm ở cung tài lộc. Do đó, vị trí đặt cây kim tiền ở trong văn phòng như trên sẽ kích thích cung tài lộc để mang đến nhiều tài vận và may mắn cho gia chủ. Lưu ý, cũng như loài cây cảnh trang trí để bàn khác, bạn chỉ nên đặt kim tiền tại phòng khách, phòng làm việc, tránh đặt trong phòng ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe. Bởi cây có khả năng thải nhiều khí CO2 vào ban đêm, gây hiếm khí trong không gian phòng ngủ của bạn. Về mặt phong thủy, kim tiền dương khí mạnh làm mất cân bằng âm dương, nên tuyệt đối không đặt chậu cây kim tiền trong phòng ngủ. Phòng ngủ cần trung hòa âm dương để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia chủ. Quý vị thân mến, cây kim tiền có ý nghĩa phong thủy là đem lại tiền bạc và tài lộc, sẽ giúp cho gia chủ tiếp thêm được dũng khí và có thêm can đảm để thử thách bản thân trong các hoạt động đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, loài cây này còn giúp cho mọi người ở trong nhà thư giãn đầu óc để đầu óc của mình luôn được tỉnh táo và giữ được tinh thần hăng hái khi mà làm việc. Rất cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi nội dung ngày hôm nay mà Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ. Chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Và nhớ là trong nhà của mình nếu như phù hợp thì hãy để một cây kim tiền nhé. Còn bây giờ xin mến chào.